Xin chào mọi người, bữa nay Thảo ăn cơm cá hồi chiên nước mắm với lại rau muống xào tỏi nha. Rồi xin mời mọi người, rau muống thì Thảo chấm với lại nước tương tỏi ớt. Rau muống nó giòn. Rau muống xào này nè, Thảo ăn có một mình nè, cho nên Thảo xào có miếng đủ Thảo ăn thôi. Cái rau muống này nó không có được xanh mọi người ha. Nhìn cái màu nó đen đen thâm thâm. Cái rau muống này Thảo trụng sơ rồi Thảo mới xào. Xong bữa tối đơn giản của Thảo. Rồi cảm ơn mọi người đã xem nha. Thảo chào tạm biệt. Bye bye.